Thời gian qua xảy ra một số vụ tai nạn lao động gây thiệt hại nghiêm trọng về người tại một số tỉnh thành trên cả nước. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu phải tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho mọi người dân trên địa bàn tỉnh, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho các khu cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, trong đó kết hợp với công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn lao động, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Bên cạnh đó, thực hiện rà soát kỹ việc chấp hành các quy định, tiêu chuẩn, quy trình sản xuất công nghiệp, vận hành lò hơi, bình chịu áp lực để kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.